Vai trò người thầy là gì? Vai trò người thầy ngày xưa là đổ đầy. Và với cái tâm thái là một người đổ đầy thì hãy tưởng tượng thế này. Đây là học trò mà muốn làm thầy giáo thì phải thế này, đúng không? Bố là thầy không mà bố đâu thế, bố hơi được kinh ấy. Đấy là vai trò của người thầy ngày xưa. Vì vậy đó là lý do mà chúng ta thấy là những người thầy ngày xưa họ luôn mang cho mình một cái trạng thái rất là căng cứng khi họ trên sân khấu. Họ phải gồng mình lên để show hàng, để chứng tỏ với những người phía dưới là bố mới hơi bị kinh đấy. Lúc nào họ cũng phải đứng ở vai trò là cao hơn học trò của bạn, học trò của họ một level. Bởi vì họ là người đủ đầy, họ là người biết tuốt. Học trò mà hỏi cái gì mà thầy không trả lời được, quê lắm, đúng không? Thầy là nhất. Đấy là vai trò của thầy ngày xưa. Nhưng hãy tưởng tượng, nếu lúc nào thầy cũng phải hơn trò thì cái thứ gì nó sẽ diễn ra trong xã hội? Tại sao không được phép thế này? Đúng không? Trò thầy có làm sao? Đúng không? Nó sẽ làm cho mọi thứ trở nên phát triển tốt hơn. Cứ thầy là nhất, thầy là trên, thầy là bố đời, trò là phải cái gì đấy tệ hơn, thì đấy là vai trò đủ đầy. Một, đó là nếu bạn làm đúng cách thì bạn hoàn toàn có cơ hội trở thành một người thầy. Và đây là cái thứ mà lúc đó tôi đang tìm. Đôi khi vai trò của bạn đơn giản, nó không có cái gì to tát lớn lao đâu. Thậm chí cả cuộc đời của một người mẹ chỉ làm duy nhất một cái việc này với đứa con của mình thôi, rồi họ cũng tắt. Không cần phải một người cha, một người mẹ thiên tài mới có thể tạo ra một đứa trẻ thiên tài. Nếu các chị đã từng gặp chị Phan Hồ Điệp, chúng ta thấy chị là một phụ nữ cực kỳ đơn giản, nhưng không phải tự nhiên chị có thể tạo ra một cái cậu đối Việt Nam gì. Đó là vai trò của người thắp sáng, đó là vai trò của người truyền cảm hứng. Nếu làm không tốt, rất có thể chúng ta sẽ trở thành những người thầy giết người. Nhưng không có tòa án nào kết tội các bạn ngoài lương tâm của các bạn. Phim ảnh thì chúng ta nhìn thấy đơn giản, nhưng ngoài đời người kia nó nhiều lắm các bạn. Vâng. Năm kia ở Hồ Chí Minh có một cái ca, có một cái cậu lớp 10 ở cái trường Nguyễn Khuyến thế đấy. Cậu nhảy từ vì sức ép học tập. Theo các bạn đến gì ạ? Trách nhiệm thuộc về tất cả chúng ta, đúng không? Cái đây vài năm tôi đọc cái bài báo về một cái cô bé học lớp 8, học sinh ở Bà Rịa Vũng Tàu. Cô bị bạn bè trong lớp buộc tội là ăn cắp. Thực tế thì cô không có làm, nhưng mọi người vẫn yêu cầu mời bố mẹ đến và làm rõ cái việc này. Và câu chuyện là nghi vấn là cô ăn cắp nó khắp cả cái trường này. Rồi con bé ngây thơ nó biết cái gì đâu, nó mua thuốc diệt cỏ nó uống, nó không thể chịu được, đúng không? Và tàn nhẫn hơn là nếu ai nó thì biết cái câu chuyện này thì thuốc diệt cỏ nó không chết ngay, nó phá hủy lục phủ của ngũ tạng. Chết từ từ mới là cái chết kinh khủng. Và khi phát hiện ra thì nó hỏng hết. Và
Lúc hấp hối bố nó định quay lại cho mọi người thấy cái gì nó không cắt, nó không cần. Ai là người chịu nhiệm? Chúng ta nhớ Quảng Bình 231 cái tát. Nếu học cái phần này thì cũng không đỡ, không đến nỗi nào. Đúng không? Chứ tôi nghe có một cái ông thầy giáo còn bị học sinh nó đâm nó lòi ruột chỉ vì can tổ nhận xét nó về hình xăm của nó và đánh giá nó xăm hình như thế là bố láo mất dạy. Xăm hình có cái gì bố láo mất dạy? Sao có ông bà đi kia rất vớ vẩn? Xăm hình có gì đâu, chết thì nhận dạng nó dễ không gì đâu. Tôi nghĩ đơn giản thế thôi. Các mọi người cứ nghĩ phức tạp. Nhận xét đánh giá nó đâm nó lòi ruột thì bảo nó học sinh hư. Stupid. Vai trò người thầy rất quan trọng. Hãy nhìn này. Và đôi khi bạn không cần phải là ngọn đuốc. Vai trò chúng ta là truyền cảm hứng và thắp sáng cho những người có cơ hội xung quanh các bạn. Đôi khi các bạn chỉ cần một câu nói thôi. Mày làm được cái gì, trò trống gì, và có thể giết chết một con người. Đúng không? Ngoài ra, người thầy hiện đại với những cái gì các bạn sắp giảng dạy thì các bạn nhớ là có một cái khái niệm thế này. Trainer, speaker, hai cái này là khác nhau. Cái hành trình huấn luyện của chúng ta là giúp một người đi từ đây, khám phá ra họ, tìm ra một cái phiên bản mới, phát triển một con người ở cấp độ lớn hơn. Và cái hành trình đi từ đây đến đây là cái hành trình nó rất gian nan. Speaker chỉ có thể tác động gì đó ngắn hạn lên con người này. Nhưng trainer thì cần phải làm việc này cấp độ cao hơn. Đó là dẫn dắt con người. Nhiệm vụ của họ là dìu dắt con người này từ điểm này đến điểm này. Và đó chính là vai trò của một trainer, nhà đào tạo. Vì vậy nếu thích được gọi, tôi thích được gọi là trainer hơn là teacher, hơn là speaker. Tôi là một nhà đào tạo. Nhà đào tạo là khi nào thấy những người mà mình dìu dắt, họ được chuyển hóa sang một cái trạng thái mới, thì khi đấy mình mới có cảm giác mình làm trò bổn phận. Được rồi. Còn nói cái gì đấy hay hay, tác động một cái gì đấy ngắn hạn nhất thời thì chúng ta làm tròn cái vai trò của speaker này. Cái người nói cái gì đấy nó hay hay được. Vì vậy, người thầy hiện đại là người thầy thắp sáng. Lợi ích gì khi bạn giữ cái tư duy này? Bạn xuất hiện trên một cái sân khấu nào đó, bạn không nhất thiết phải hùng hổ giống như một ngôi sao. Không cần. Một người thắp sáng, khiêm nhường giống như một que diêm thôi. Mình không phải là ngôi sao. Mình sẽ làm hết sức nỗ lực để truyền cảm hứng cho những người khác dựa trên cái vai trò của bạn. Và vì vậy khi bạn từ bỏ cái trạng thái mình là một ngôi sao, mình cần phải show hàng, mình cần phải thể hiện trên sân khấu mình là con người thế này thế nọ, thì bạn sẽ vô cùng thư giãn từ bên trong. Và bạn làm hết sức dựa trên khả năng của bạn. Vậy vậy bạn không bao giờ còn phải ngồi đấy mà lo người ta đánh giá phán xét. Đó mới là người thầy hiện đại. Được không? Càng những ông nổ, càng những ông chém, đều là càng những ông nguy hiểm. Những người bạn thấy giản dị mà họ chẳng nói gì nhiều trên sân khấu, thế mới là những ông nguy hiểm. Tôi là một người như thế.